sĩ. Cuối cùng đã tìm được bác sĩ rồi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ, em xin tự giới thiệu với bác sĩ. Em là Tư Mánh. Tư Mánh là em. Dạ. Em nghe đại danh của bác sĩ lâu dữ lắm rồi. Bác sĩ tên gì dễ nhớ lắm mà em quên mẹ rồi bác sĩ. Dr. Ro Nguyễn. Tiếng Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Văn Vẽ. Đúng rồi, Nguyễn Văn Vẽ. Tôi nói nghe không, thiên định cái tên cho bác sĩ nghe không. Cái tên của bác sĩ với lại cái tài năng của bác sĩ đó nghe không, nó đi đâu với nhau mà. Trời ơi, tôi nói cả cái quận Chánh này đó, mỗi khi mà ai mà, em nói lộn, quận Cam. Cả cái quận Cam này, khi mà ai mà nghe nhắc tới tên của bác sĩ nghe không, là người ta hình dung ra bác sĩ là một người có cái tài vẽ vời đẹp vô cùng, không ai lợi hết trơn, trời không. Bởi vậy, hôm nay em phải lặn lội bằng mọi cách, em lặn lội tìm được bác sĩ ngày hôm nay á. Nãy có bị té ao không? Vậy đâu có đâu. Vậy sao lặn lội? Không có, ý em nói lặn lội có nghĩa là đi tìm kiếm bác sĩ cực khổ á. Nhưng mà cũng đáng công tìm kiếm. Cái chỗ làm việc bác sĩ đây nó rộng vui quá không? Này không phải, đây là sân gót thôi. Ủa sân gót hả? Ừ, biết sân gót này của ai không? Sân này của ai bác sĩ? Của tôi đó. Ủa bác sĩ hả? Trời ơi, bác sĩ giàu có quá. Không có, vừa đủ ăn thôi. Dạ. Yeah. Qua đây này dễ nói chuyện hơn chút. Dạ, em thích đứng bên này. Hình như em thở bên này hơn. Có thường biết Phước Lộc Thọ không? Dạ biết chứ, Phước Lộc Thọ ngày nào cũng ghé ngang nhà em gần đó mà. Biết Phước Lộc Thọ đó của ai không? Của ai bác sĩ? Của tôi đó. Trời ơi bác sĩ, thiệt là một con người quá giàu có. Không có, vừa đủ ăn thôi. Thường đi Washington DC không? Washington DC, dạ năm ngoái có điên lần. Biết Nhà Trắng không? White House hả? À. Có chứ, trời ơi, ghé chụp hình nữa. Biết White House của ai không? Cái White House đó của... Của Bill Clinton à. Bạn tôi. Trời ơi, vậy là bác sĩ với lại tổng thống Bill Clinton giàu có quá. Có, vừa đủ ăn thôi. À. Dạ đây là... Đây là cô y tá bé nhỏ của tôi nữa. Trời ơi, chỉ là cô y tá bé nhỏ thôi mà em nhìn thấy đồ sộ quá. Đó, vừa đủ ăn thôi. Dạ. Nhưng mà thực tế vẫn là thực tế. Dạ. Vô thẳng vấn đề đi. Dạ. Ai gửi anh tới đây? Dạ, luật sư ạ. À. Luật sư Hồ Phóng Đại. Tôi là luật sư Hồ Phóng Đại đây. Ông mới bị đụng xe hả? Hồi nào? Ai lỗi? Không có sao, không có thành vấn đề gì hết trơn á. Ông có lỗi hay là không có lỗi á thì tôi vẫn ăn. Tôi vẫn lo như thường. Bảo hiểm của ông là hãng nào? Policy thì sao? Cái gì? Không có bảo hiểm mà. Trời ơi, thiệt là bất minh nè. Không có bảo hiểm mà ngồi ở đây không biết chi nữa. Trời ơi, cái gì? Cướp à? Dạ không phải, không phải anh cướp. Dạ em. Em cái gì? Anh là ai? Dạ thưa anh. Anh cái gì? Luật sư. Dạ thưa luật sư. Dạ em là Tư Mánh. Em đụng xe có bảo hiểm. Bao nhiêu? Hai chiếc đụng nhau. Bao nhiêu xe đâu có thành vấn đề. Tôi hỏi là bảo hiểm bao nhiêu tiền? À em mua cover 2 triệu, gần 3 triệu. 3 triệu hả? Sao biết đâu. Nhỏ, nhưng không, sức khỏe xin hết. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Bị gì vậy? Nó hùng nát đứt xe em rồi. Trời ơi, vậy hả? Bởi vậy, đợt này qua tính nhờ luật sư. Xu nó thấy mẹ nó luôn. Được rồi, cho nó tự do. Làm ở đây cho nó khỏe nghe không? Trời ơi, đang. Rồi, ngồi xuống. Đụng nặng lắm. Nặng lắm ha? Nặng lắm. Rồi bây giờ anh thấy trong người anh nó sao? Em thấy... Thấy sao? Có làm gì rên dữ vậy? Bây giờ trong người em nó... Hả? Thấy sao? Trong người em... Thấy sao? Nói đi trời, anh làm sao người... Sao? Sắp có tiền. Nè, đụng nặng lắm. Nè, liệu có nặng tới nỗi mồi hết 3 triệu không? Vậy chứ luật sư thấy tướng em làm sao? Tướng anh hả? Không giống triệu phú mấy. Vậy rồi tiền của em nó đi đâu? Anh thấy tướng tôi sao? Giống triệu phú không? Anh kể sự việc tai nạn cho tôi nghe. Dạ. Anh kể sự việc tai nạn cho tôi nghe. Dạ em bị đụng xe. Thiệt hả? Dàn dựng cảnh đụng xe thôi. Làm giật mình.
Dạ xin phép, dạ được hỏi luật sư một câu ạ. Hỏi đi. Dạ thiệt ra, dạ luật sư, luật sư có phải là một người luật sư thiệt thà không? Tôi không hiểu ai gặp tôi cũng hỏi tôi câu này hết trơn. Để tôi kể cho anh nghe. Ông già của tôi đó cho tôi mượn 10.000 đô la để học luật. Và tôi đã trả lại cho ông đầy đủ số tiền đó. Sau khi tôi tốt nghiệp, hoàn thành xong cái vụ án đầu tiên trong nghề. Hay quá ha. Nhưng mà vụ án đầu tiên trong nghề là gì vậy? Ông thưa tôi, lấy lại 10.000. Quả là danh bất hư truyền. Luật sư Hồ Phóng Đại. Vậy là em tìm đúng người rồi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, lãng phí. Dạ. À, không, lao phí của tôi là 75% sau khi hoàn tất. 75%? Ừ. Sao em thấy mấy văn phòng luật sư kia người ta lấy có 30% mà. Nhưng mà anh đừng có lo, bị gì trên giấy tờ tôi cũng chỉ để 30% thôi. Bệnh trạng của anh như thế nào? Dạ em định khai đại là bị cấn cái mông á, không biết bác sĩ nghĩ sao? Bắt đầu từ cái mông. Dạ. Không mấy gì thông minh. Dạ. Phải đằng trước cái mông nó mới có nhiều tiền. Dạ đằng trước. Dạ. Nhưng mà để tôi tính coi. Còn tình trạng mấy chiếc xe như thế nào? Để em cho hai cái xe nó đụng vô tường không? Xong rồi cái gài miệng vô, giật nổ nát bấy hết trơn à. Bác sĩ khỏi rồi. Tuyệt vời. Như vậy đó nó mới thích hợp với cốt truyện của phim. Dạ đúng. À, phải thích hợp với lời khai của bệnh lý. Dạ. Ngon quá. Uống nước không? Trên xe có bao nhiêu người? Dạ bên xe em thì coi như là có bên nội nè, bên ngoại nè. Coi như là nguyên một đại gia đình của em nhét vô không sót bạn nào hết. Tốt. Còn bên xe đối phương? Ồ, xe bên kia thì cũng vậy, một rừng người. Coi như là đàn trai nè không, đàn gái nè không. Rồi người ta nói đông lắm, lũ khủ nhớ có hết. Nhưng mà tuyệt đối là trong cái tổ chức này chỉ toàn là những người trong bà con dòng họ thôi. Dừng. Tốt. Luật sư đừng có lo. Tốt lắm. Nói tóm lại, đây là một vụ đụng xe vĩ đại, có tầm dốc lớn lao của họ hàng gia tộc em. Dạ. Còn tôi với ông bác sĩ nữa đừng quên chứ. Có không? Có thì tôi sẽ có. Như vậy là những bệnh khai ra đều có mang tính cách duy truyền ở trong gia tộc họ hàng. Dạ đúng bác sĩ. Nhất là cái bệnh mánh mung ngâm, nó di truyền lẹ lắm. Nhưng mà trong xe có người phụ nữ nào đang mang. Đang mang gì bác sĩ? Mang thai. Ủa chi vậy? Tự nhiên hỏi chị nói chi vậy? Hỏi người ta đang mang thì mình sẽ khai là sanh 2, sanh 3, sanh 5. Hay quá. Luật sư à. Cái gì? Em thấy là luật sư Phóng Đại dữ quá. Nhưng mà không biết trong quá trình làm việc của luật sư hồi đó tới giờ có lần nào bị bể bánh chưa? Bể bánh. Hồi nãy giờ mình nói chuyện với nhau đó, tôi có Phóng Đại đó ha. Là anh biết tôi Phóng Đại lúc nào không? Anh nói tôi nghe thử coi. Nói nghe thử đi. Anh nói đi. Thì nói thì, đi lúc nào? Nói đi. Thì cái lúc mà cái môi luật sư bắt đầu nhúc nhích đó. Đó. Đến cái mông. Để tính coi. Cấn cái mông á thì nó làm à đúng rồi. Cấn cái mông thì nó làm cong cái cần cổ. Cấn cái mông thì nó cong cái. Ủa sao cấn cái mông mà nó cong cần cổ được thưa bác sĩ? Tại vì nó có tiền. Hay quá. Đúng là danh này từ dưới cái mông bác sĩ khám cái giọt cần cổ liền hen. Ủa nhưng mà làm sao mà em đau được cái cần cổ thưa bác sĩ? Để hồi tôi bẻ cần cổ cho anh. Ủa, ghê vậy? À, đừng có lo, không có bẻ gãy luôn đâu. Chỉ bẻ nó lặt lìa toàn ten thôi. Bác sĩ,
hay là bác sĩ để cô y tá bẻ cho em cũng được. Cô y tá này chỉ để bẻ tôi thôi. Bây giờ anh làm ơn ký vô đây cho tôi. Ký vô mấy cái chỗ tôi đánh dấu này, nha. Làm ơn ký vô giùm. Xin lỗi luật sư nha. Gì? Không phải là em không tin luật sư đâu. À. Nhưng mà em bị cái tật rồi. Tật gì? Em phải đọc kỹ tất cả những giấy tờ. Đọc thiệt là kỹ càng. À. Trước khi em ký. Đọc thì đọc để chơi thôi chứ đâu có hiểu gì đâu phải không? Giỡn hoài, hiểu sao không hiểu? Thôi đứa sao dốc hoài. Nếu mà hiểu thì anh đâu có chịu ký. Trời ơi, mới đánh vô đây tất thời mà sao đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà phải công nhận nha, những lời mà bác sĩ khai về bệnh lý á, đúng là khuôn vàng thước ngọc á. Trời ơi, chưa hết đâu. Nè, để tôi kể cho anh nghe tiếp một chuỗi bệnh hợp lý nữa nè. Để tôi nhờ dạ, cô y tá tôi dẫn chứng cho anh. Nè, hồi nãy là cấn cái mông phải không? Dạ, cấn cái mông thì nó sẽ làm cong cái cần cổ. Dạ, cong cần cổ. Phải không? Tại vì nó sẽ làm khổ cái xương sống. Không? Tại vì nó lướt qua cái xương sống. Đó. Nó nào lướt cho bác sĩ? Con bệnh cho nó nào? Thấy tay bác sĩ lướt rõ ràng. Trời ơi, tay tôi đang khám. Ủa vậy hả? Lướt cái gì? Nhưng mà em tướng lộn. Có bạn này, có bạn này. Thấy không? Em tưởng là tại bác sĩ lướt chứ em tưởng lộn. Khám. Hay quá. Vậy là coi như là từ lúc mà nó bị cắn cái mông, nó làm cong cái cần cổ. Cần cổ cái nó làm khổ. Nó làm khổ xương sống. Coi như là lát nữa bẻ xương sống luôn. Nó bẻ luôn nhưng mà chưa hết đâu. Tại vì từ cái xương sống á, nó sẽ tống qua cái xương sườn. Ý. Có cái vụ đó nè, có cái vụ đó. Phải có chứ, không có sao được. Có à? Ừ, phải cho nó tống qua xương sườn. Tống qua xương sườn luôn. À, đó, đó, là tiêu xương sườn luôn. Cho nó tiêu luôn. Tiêu luôn. Nè, nãy giờ anh thấy tôi khai bệnh vậy có chỗ nào bất hợp lý không? Không, rất hợp lý. Rất hợp lý nhưng mà điều bất hợp pháp à. Không có chuyện gì bất hợp pháp đối với luật sư Hồ Phóng Đại. Đúng được không? Dạ, luật sư để em tự nhiên. Uống nước hồ được rồi. Nước hồ nhà luật sư ngọt ghê. Em coi như là rất là ái mộ tài năng của luật sư. Cảm ơn. Nhưng mà trong cái phần ái mộ em hơi có e dè ái ngại. Anh ái ngại cái điều gì? Em ái ngại là nếu như là mánh á thì không tránh được tù. Đúng. Nếu như là gian manh á thì cũng lanh quanh trong địa ngục. Cho nên em hơi lục đục e dè. Anh khỏi cần tè cái chuyện đó. Bởi vì khi mà tiền vô như nước á thì mãnh lực của nó sẽ cuốn trôi đi hết những cái rụt rè ái ngại của anh. Hiểu không? Triết lý cao thâm ha. Uống nước nữa không? Nãy giờ con bệnh nó tới đâu rồi? Dạ coi như là từ xương sống nó tống qua tới xương sườn rồi bác sĩ. Nghĩa là từ xương sườn nó nương qua lá lách. Hay quá. Từ xương sườn nó nương ra lá lách. Rồi từ lá lách nó mới mách ra cái bệnh bị hôi nách. Vậy bệnh hôi nách bảo hiểm đâu có trả tiền. Ủa vậy hả? Bác sĩ ơi, nãy giờ bác sĩ đưa em đi nhiều con đường quá. Từ cái mông mà nãy giờ nó qua tới lá lách rồi. Em sợ thế nào cũng dính con đường à. Dính con đường gì? Dạ con đường xưa em đi á. Con đường này tôi mới vạch ra anh đi nào dính. Con đường xưa em đi là con đường tù tội á. Ủa xưa bị bể mánh vô tù hả? Không phải vô tù mà đi thăm tù. Em muốn bác sĩ vô tù em thăm. Luật sư à. Có bao giờ trời sập và ông cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không? Trời sập lúc nào tôi không biết. Nhưng mà lương tâm tôi lúc nào cũng cắn rứt. Lương tâm ông cắn rứt hả? Ừ. Chuyện gì? Cắn rứt ở chỗ á, tôi không hiểu tại sao mấy cái hãng bảo hiểm á cứ tăng tiền bảo hiểm của tôi lên hoài á. Trả tiền nó chóng mặt luôn vậy đó. Thì tôi nghĩ là nếu như mà không tăng tiền của luật sư lên thì họ đâu có tiền đâu họ trả cho tụi mình. Hay. Như vậy thì đâu có sao. Như vậy là từ đây về sau tôi khỏi bị lương tâm cắn rứt nữa.
Hay. Hèn chi gần đây ở trong mấy phòng thí nghiệm mới xảy ra sự kiện mới. Sự kiện gì? Họ dùng luật sư thay vì khỉ. Luật sư thay cho khỉ? Có lợi điểm gì mà phải làm như vậy? Không có. Họ tội nghiệp mấy con khỉ thôi. Coi như là con bệnh của bác sĩ sau khi mà nó tung hoành khắp cơ thể của em rồi đó, thì nó tạm thời dừng lại tại lá lách. Chưa. Nó lỡ đụng tới lá lách rồi thì nó phải tách qua ruột già. Rồi từ ruột già nó mới xà xuống ruột non. Ọt rớt. Sao ọt rớt? Ruột già nó xà xuống là xà xuống toilet. Còn vậy thì xà lên. Xà là xuống chứ sao lên. À, vậy thì ruột già nó tà tà lên ruột non. Trời ơi, như vậy là con bệnh của bác sĩ nó tung hoành cấp 4 vùng chiến thuật rồi. Chưa, còn mấy vùng quan trọng nữa. Ủa vậy hả? Từ ruột non nó mới lon ton qua gan. Từ gan nó mới lang thang qua thận. Từ thận nó mới làm lận đận cặp phổi. Trời ơi, có thứ tự lớp lang như một nhà toán học, có dần có điệu giống như một nhà thơ, có mưu mô tính toán như một nhà tiền sử. Sao mà tiền sử? Là bảo hiểm có nhiêu tiền bác sĩ cũng xử. Như vậy là chúng ta đã thống nhất nhau về mặt tư tưởng. Trên mặt tư tưởng thì đồng ý, coi như là tạm thời thống nhất với bác sĩ. Nhưng mà về mặt vật chất củ cải thì bác sĩ ngon hơn em á. Nè, nè, Tư Minh, anh kiếm cái gì vậy? Dạ, dầm dầm coi luật sư có đặt cái máy thu hình nào ở đây không? Mốt thu hình em đem ra xu em thấy màu tổ em à. Ừ, lại đây. Nè, ai mà đặt máy thu hình? Tôi chỉ đặt máy thu hình trong phòng thư ký riêng của tôi mà thôi. Hiểu không? Không hiểu. Kỳ. Chưa coi lấy gì hiểu. Tôi nghĩ là mình nên trở lại vấn đề chánh đi. Giờ đây, nãy giờ nói chuyện đó thì cũng coi anh như anh em trong nhà vậy nha, đừng có ngại nha. Ngồi đi Tư Bách. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ mình coi như anh em rồi. Dạ. Thì tôi nghĩ là mình nên nói chuyện thiệt thà với nhau đi. Dạ. Hay hơn ha. Em đầu tiên em cũng rất là vinh hạnh khi mà được một người luật sư như là luật sư đây coi em giống như là người nhà, như anh em trong nhà. Được rồi. Dạ, thương quá. Điều thứ hai em cũng đồng ý khi mà luật sư đề nghị là chúng ta nên nói thành thật với nhau. Đúng. Tốt, tốt, tốt. Kiến đẹp quá. Dạ. Em cứ nói. Sao? Em đề nghị là luật sư nói trước em thì hay hơn. Không, tôi nghĩ anh nói trước thì hay hơn. Không, em thấy khi mà luật sư mở lời ra trước em thì nó lại đẹp hơn chứ. Không, anh nói trước đi mới hay hơn nha. Em nhường luật sư nói trước em. Anh nhường. Bây giờ tôi nói. Dạ. Bây giờ tôi nói thiệt nha. Dạ. Tôi không có điều gì thiệt thà nói với anh hết trơn. Bác sĩ ơi, hồi nãy giờ khai bệnh gì nhiều quá rồi còn chưa đủ nữa bác sĩ. Bệnh thì tạm đủ nhưng mà tiền thì chưa đủ. Ấy gì thôi bác sĩ, khai cho em chết mẹ cho rồi đi. Ây, chết thì chết mới có lận đận cặp phổi sao chết. Lận đận cặp phổi thì nó mới làm mỏi cái nhíp hộ tuyến. Rồi từ từ cái nhíp hộ tuyến đó, nó mới làm điếc cái đầu gối. Đầu gối nó xối xuống ống nguyện. Ống nguyện nó xuyên mắt cá. Mắt cá nó đá lên eo. Eo nó leo qua cụ chỏ. Cụ chỏ nó xỏ lỗ mũi. Lỗ mũi nó lủi đầu của chết. Ê, khoan chết. Cho mượn giấy viết rồi. Trời ơi, giờ này còn viết gì nữa trời. Ủa, ơi. Mấy cái đường này nó độc đáo quá, không viết lại hồi quên. Không đọc cho được, đường đi chết mà không đọc cho được. Đây, đừng có chết. Trời ơi, chết bảo hiểm nó không có trả tiền. Giờ này không chết lên đầu rồi còn gì nữa mà không chết. Nếu mà lên đầu thì nó làm sầu thần kinh não bộ. Sầu thần kinh não bộ gì là điên rồi. Gì cho tôi chết được chứ hơn. Tôi chết. Đừng chết. Đừng chết. Chết là đừng có nóng cho tôi càng đi. Hả? Khoan, đừng có nóng, đừng coi chừng mất hết tiền nghe không? Để tôi tạm kết luận cho. Kết luận sao? Có nghĩa là từ thần kinh não bộ lộ ra ba bộ mặt gian xảo.
vậy hả? Tiêu Quỳnh. Anh tìm gì vậy? Con gái. Ta tôi tìm cái mắt kiến. Đây nè. Hả? Đây. Đâu? Thế. Gì? Đây nè, mắt kiến này nè. Ừ. Chụp gì tầm bảy tầm bả vậy? Chụp gì thấy tròn tròn chứ tụi mắt kiến không chụp. Cũng may là nó chưa có bể đó. Mắt kiến không bể mà cái đầu tôi sắp bể rồi. Vậy còn cách nào mà làm quen dễ thương cái này không? Mày vô duyên đi, không ai muốn làm quen với anh đâu. Vậy chị tưởng là cái cột mà chị đâm vô. À, lúc mà đụng vô người anh tôi nghĩ anh là cái cột á. Người gì đâu mà vừa khô vừa cứng à. Ủa, mà sao biết tôi khô vừa cứng? Thì tại vì tôi vừa mới đâm vô anh đó. Lần đầu tiên có người con gái đâm vô mình. Khi nào giờ? Anh nói gì vậy? Hả? Anh vừa nói gì vậy? Lại là lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên có người con gái tấn công mình. Mày nghe. Hả? Hồi nãy tôi vô tình tôi đụng với anh. Bây giờ xin lỗi, được chưa? Trời đất ơi. Lại là lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên có một người con gái đẹp xin lỗi mình. Quá sung sướng. Ủa chứ nào giờ người ta chửi anh không hả? Không có, chút thôi à. Ôi, này cô ơi. Nè. Cái gì? Xin lỗi nha. Cái gì? Cô đụng vô người tôi sao cô tỉnh như vậy? Chứ bắt tôi điên hả? Không phải điên. Cô có biết cái luật ở trên xứ Mỹ này không? Luật sao? Khi một người làm tổn thương tới người khác là người đó phải bồi thường nữa nha. À, té ra anh canh me cái bến xe bus để anh làm tiền người ta phải không? Anh muốn đòi tiền phải không? Ê. Xin lỗi nha, tôi không có mang theo tiền. Ê, không. Không, lấy ngay này nè. Cô làm đòi không phải. Tôi không cần tiền. Chứ anh cần cái gì? Cần có cô. Không có vô duyên đâu. Cần sự hiện diện của cô đây. Để tôi được trò chuyện với cô. Vậy là tôi cảm thấy tôi may mắn lắm rồi. Ủa? Anh tưởng anh quen tôi là anh may lắm hả? Chứ còn gì nữa? Nè, tôi nói thiệt với cô nha. Bấy lâu nay tôi chờ trên xe bus này nè. Tôi chỉ mong muốn có một ngày được làm quen với một người con gái. Bởi vì hôm nay tôi gặp được cô là tôi may mắn lắm rồi. Trời đất ơi, mà từ đó giờ chưa có ai làm quen, chưa ai nói chuyện với anh hết hả? Chưa bao giờ. Chắc là vô duyên dữ lắm á, tránh ra coi. Không, vô duyên thì ít nhưng mà nghèo. Nghèo ở xứ này là tội nặng nhất đó cô ơi. Tôi nói gì cô, tôi cũng mới Việt Nam qua. Chân ướt chân ráo, còn đang đi học. Không có nghề nghiệp gì trong tay đó. Nhà thì không có, xe thì cũng không có đi xe bus. Đó, nói tóm lại là I have nothing. Đó cô nghĩ coi. Ở trên đất xứ này nè, có người con gái nào mà can đảm quen một người như tôi không? Bởi vậy, nói vậy thôi à. Biết rồi, nãy giờ nghe rồi. Có nghĩa là nãy giờ anh tự xưng anh là học trò nghèo phải không? Uh-huh. Anh là sinh viên nghèo phải không? Uh-huh. Tự khoe là mình nghèo phải không? Bởi vậy. Ê, phát. Nhưng mà tôi nói cô nghe nè, tôi nghèo là nghèo bây. Anh bỏ cái chân ra, bỏ. Kể tiếp đi. Ê, hình như, hơi cô. Hình như cô đang tìm gì phải không? Không, kể tiếp đi tôi anh. Tôi nói cô nghe nè. Tôi nghèo á, là nghèo bây giờ thôi. Nhưng mà trong tương lai tôi học ra trường rồi, tôi sẽ là bác sĩ. Mà không phải bác sĩ tầm thường đâu nha. Bác sĩ tầm bậy. Không. Bác sĩ thẩm mỹ. Tôi sẽ học về thẩm mỹ. Và sẽ có một ngày nào đó, các cô gái sẽ chạy tới tôi. Và có cô sẽ năn nỉ là bác sĩ ơi, mắt của em nó hí quá. Hí hả? Cô nói thiệt với cô nha. Cô là hí hả? Cô cắt liền. Còn có cô sẽ nói là bác sĩ ơi, mũi của em nó xẹp quá. Xẹp hả? Tôi chống nó liền. Rồi cũng có sẽ có cô nói tôi là bác sĩ ơi, cái vòng ngực của em nó không được cân đối. Không cân đối. Đủ rồi. Ráng lo học bác sĩ đi. Nhưng mà còn cô sao? Mà nếu không học bác sĩ tôi làm kỹ sư. Tôi làm kỹ sư computer. Tôi sẽ vô một hãng Mỹ nào đó tôi làm. Và tới một ngày nào đó hãng của tôi nó lên ha, tôi trúng stock, tôi sẽ là triệu phú. Mà nếu không làm bác sĩ kỹ sư thì tôi sẽ làm tệ lắm á. Tôi sẽ làm ông chủ. Chủ gì? Chủ 3-4 tiệm nail. Ok, chúc anh giàu có, chúc anh giàu có. Ê, còn cô sao? Sao? Ủa cô, có tiệm gì vậy? Còn cô không? Cái gì tôi? Anh hỏi tôi hả? Anh hỏi tôi hả? Theo suy nghĩ của tôi á, làm con gái là lời hơn làm đàn ông. Làm con gái chỉ cần trẻ và có một chút xíu nhan sắc là có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Còn làm đàn ông á, cần phải gắn cho nhiều chức vụ nè, kỹ sư nè, bác sĩ nè, tiến sĩ nè, luật sư nè mới ngon, biết không? Đủ chưa? Ơi đừng có lầm nha, nhiều khi đẹp đẽ mà vô duyên là cũng huệ tiền đó. Ê, anh ơi, anh vừa lụm được cái gì đó? Anh
anh vừa nắm cho tay cái gì đó. Cho tôi xin lại được không? Tôi lộn gì kể tôi không có. Tôi nói anh nghe nè, chiều hôm qua tôi rớt một cái món ở đây và bây giờ tôi rất cần nó. Anh cho tôi xin lại được. Ê, đâu có dễ vậy cô. Cái món cô rớt là cái món gì? Nhiều khi tôi lộn được cái món mà không phải của cô làm sao? Không, nghĩ là của tôi đó. Cho tôi xin lại được không? Nhưng mà là món gì? Là không thể nói được, nhưng mà anh cho không nói được thôi, tôi đi về. Ê, đừng cho tôi xin được không? Nhưng mà cô phải nói là cái gì? Nó là đưa đây. Nó là chiếc nhẫn vàng. Gì? Nhẫn vàng, đưa đây cho tôi. Mắc cười quá. Thời buổi này có một người con gái tìm nhẫn vàng ở trạm xe bus. Nhẫn vàng khó, nhẫn cỏ mới dễ. Tôi nghĩ vàng 18 với vàng 24 thì khó tìm, nhưng mà vàng kia chắc nhiều lắm cô, chó ngang qua lại nhiều lắm. Biểu. Là biểu. Cái gì vậy? Biểu. Cái gì vậy? Cởi ra coi. Cởi gì? Cởi cái mắt kiến ra. Trời đất ơi, mắt kiến là con mắt của tôi, cởi ra tôi thấy được đâu. Anh cởi mắt kiến ra để tôi nhìn thẳng vô mắt anh á. Tôi biết hiện bây giờ cởi với anh á không có cần tiền mà chỉ cần tình yêu thôi, đúng không? Trời ơi, sao biết hay vậy? Đúng rồi đó, bây giờ tôi nói thiệt với cô nha. Tôi tiền bạc từ từ kiếm sao, quan trọng nhất tình yêu. Sống ở xứ Mỹ này phải có một tình yêu. Tôi biết mà. Trời, chứng giám luôn đó. Tôi nói cho anh nghe nè, nãy giờ đó anh biết là tôi đang mất cái món gì rồi không? Tôi mất một cái nhẫn vàng, một cái nhẫn vàng tròn mà nó giống nhiều cái nhẫn khác lắm. Bây giờ anh giúp giùm tôi đi, anh tìm giùm tôi nha. Anh tìm nó đó, nếu mà anh bán nó đi anh chỉ có một số tiền là anh xài là hết, nhưng mà nếu anh tìm giùm tôi ha, rồi anh trả cho tôi sẽ cảm phục anh. Mà từ cảm phục đến tình yêu là một bước rất ngắn. Vậy anh có giúp tôi không? Tôi mất một cái nhẫn vàng. Thiệt không? Thiệt. Tôi tìm liền, không những tôi bước, tôi còn chạy nữa. Ok. Nhưng mà trời hết mưa tìm chứ. Không, bây giờ tìm đi, tôi đang cần gấp lắm. Tìm đi, tìm lại lên. Nhưng mà tôi... Tìm đi. Ngọt quá. Nhiều khi khung khung gì cũng thấy phê. Tìm đi mà. Đây cô, sao chiếc nhẫn vàng cô không đeo vô tay, cô để ngoài, chưa rớt chứ vậy? Tôi tính tháo nó ra đó. Mà tôi... Hả? Tôi... Không, cô bình tĩnh đi. Tôi làm rớt nó, khi mà tôi tháo nó ra thì tôi quyết định là không bao giờ tôi đeo cho nó nữa. Cái kì vậy? Tôi nghĩ... cái chiếc nhẫn vàng đó mà nó xa cô chắc nó buồn lắm ha. Còn tôi căm thù nó. Thôi cô ơi, tôi thấy nhẫn vàng á đối với người này là một số tiền, còn đối với người khác là một hạnh phúc. Tôi nghĩ cô cứ kiếm về hoài chắc cô cả hai không? Đối với tôi nó là một thảm họa. Anh biết chưa? Đối với tôi nó là một thảm họa. Một thảm họa, anh biết chưa? Cô ơi, sao vậy cô? Hey, shop bên đi đấy, đừng gỡ đấy. Cô ơi, nè, có rồi, có rồi. Có những vàng rồi nè. Những vàng cái tiệm nè. Anh đang cần xin lại được không? Anh cho tôi xin lại đi. Được, nhưng mà cô cầm đi. Ok. Cầm đi. Được rồi. Cô nói rồi nha. Cô hứa là từ cả phục bước tới tình yêu là một bước rất ngắn đâu. Đúng vậy. Để cô bước đi. Để chúng mình là cô khỏe, cô nhảy múa, bước tới đi. Tại sao lại phải nhảy ở đây? Chứng tỏ cô khỏe. Ok. Chưa được. Tôi nhảy cho tôi. Đưa đây. Lấy tôi ra làm trò hề hả? Ủa? Sao quấn tôi? Tôi thấy tôi giỡn như vậy đâu có gì quá đáng mà xúc phạm của đâu. Kia rồi. Nhưng mà cô ơi, tôi thấy cái chuyện này không thể tin được. Anh không tin là chuyện gì? Giống với lời câu chuyện cổ tích vậy. Thời buổi này có một vị hoàng tử giữ bao nhiêu khó khăn, chạy đi tìm vàng mà chạy về đuôi công chúa, rồi hai người cùng sống với nhau hạnh phúc trên lâu đài. Ôi quá xưa rồi cô ơi. Đối với tôi hả? Tôi quan niệm tình yêu giờ khác rồi. Anh quan niệm tình yêu giờ làm sao?
tình yêu của tôi bây giờ là chân thành và trong sáng, nhưng mãnh liệt thì không cần bất cứ điều kiện nhỏ nhoi nào hết. Tôi đứng bên đây đây nè. Ủa qua nào vậy? Ờ cho cô biết vậy đó. Cái tội nghiệp anh ghê vậy đó. Anh đang gào thét những cái chuyện mà trên đời này làm gì có được. Trời ơi, tình yêu trong sáng mãnh liệt, cái chuyện đó không bao giờ có, anh biết chưa? Cô mới đáng tội nghiệp. Tôi nói thiệt với cô nha, tội nhất là cô á, có cặp mắt đẹp như vậy á, tự nhiên dán xuống như vậy hoài à, để người ta ngắm chứ. Tôi nghèo rồi, tôi không cần những thứ đó, muốn chỉ là cô. Cô lại bây giờ lại đi tìm cái chân dài một xíu vậy thì quá tầm thường. Anh học đâu ra cái điều đó đó hả? Đời đời dạy tôi nhiều thứ lắm. Đời dạy cho anh biết gì là vàng bạc cho báo đâu. Đời dạy tôi nhiều thứ lắm cô. Nói chung á, tôi thiệt với cô nha, những cái gì liên quan tới vàng bạc cho báo là bất cần, coi thường hết tất cả, cho cô biết. Đó. Ôi. Cái gãy nè. Tôi thấy anh nói chuyện rành rẽ quá nè. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Cái gì? Anh phân biệt đâu là vàng, đâu là đồng? Cái gì? Không thấy gì đâu, mua chợ trước đi. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, ở đâu có nguyên đống vàng vậy, cứ tôi đi. Mà anh trả lời tôi đi, cái nào đồng, cái nào vàng? Đồng ơi. Ôi, nói theo khoa học á, đây là đồng. Mà nói theo văn hoa, văn chương á, đây là vàng mà là vàng giả. Dùng để đóng kịch, cho cô biết, cô rõ chưa? Sao biết hay quá vậy? Sao không biết? Nếu có thì tổ gì phải đi tìm chứ, vẫn dài nhỏ xíu vậy. Giỏi. Anh á, chắc là anh học sẽ thành tài đó. Thôi được rồi, lý thuyết anh quá nhiều một bụng lý thuyết nè. Mà thực tế trong đầu anh trống rỗng chẳng có gì hết á. Kìa, xe bus tới rồi kìa. Thôi đi học, không đi học. Trời ơi. Đây nè, thôi, tôi đi xe bus. Tôi cầm cái vô ấy. Thôi được rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Chào cô. Có thể cho số điện thoại được không? Đi. Này này này, cô. Cái bao thơ này có địa chỉ tôi nha, cứ về cần gọi nha. Tới, tôi đi học nha. He went to telephone you tonight. Trời ơi trời, biết chuyện nào biết tiếng Mỹ đây nè. What is this? This is Sandy Rufford. What is this? This is mattress. Yeah. What is this? This is mountain. Oh. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Oh.
What are you doing here? Trả cho anh cái dù. Oh, my umbrella. Thank you. Với lại cái này nữa. Oh, my address. Và cuối cùng là cái này. What happened? Vali quần áo của tôi. Why? Tại vì thì cũng giống như anh nói vậy đó. Anh nói là hoàng tử thì đi tìm công chúa, thì bây giờ có thể ngược lại, công chúa đi tìm hoàng tử cũng được vậy. Tôi tới nhà anh nè. Hả? Tôi thấy cũng ngộ ngộ, cho nên tôi quyết định tất cả mọi thứ ha. Là mọi việc sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu gì? Thì cuộc sống chung với hai người. Với ai? Thì tôi với anh. Anh đã từng nói với tôi là anh cần một tình yêu trong sáng mãnh liệt và không có điều kiện gì ràng buộc. Thì hôm nay nè, anh coi, tôi tới đây nè, tôi không hề có một điều kiện gì ràng buộc hết, được không? Tôi chết mẹ nó, mất kiến nó mất tiêu rồi. Mất kiến rồi. Cái mắt kiến anh đang đeo kia kìa. Anh. Hả hả? Bình tĩnh lại. Với lại thí dụ mà anh thấy tự nhiên tôi đột ngột tôi vô nhà anh mà anh có hơi khoái khoái thì anh cũng đè nén sự khoái anh lại nha. Vì anh chỉ cho tôi biết là bây giờ tôi phải tôi ngủ chỗ nào trong nhà này. À, gì? Chỗ ngủ của tôi. Không được, đừng nghĩ vậy nha. Tại vì tôi mướn cái nhà này á, bà chủ nhà chỉ cho một người ở thôi, không cho bạn bè về ở nữa, không chi cũng được. Đồ đi. Không sao, anh yên tâm đi. Tôi với anh hai người đều ốm nhôm nhách hết à. Ở trong căn phòng này là vừa rồi. Chừng nào mà anh ở cỡ như ba bà này đó, 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 lúc đó anh mới ngộp thở á. Không có nào giờ ở với ba này lâu rồi. Cô mới không được rồi. Nhà này nhỏ lắm, ở không được đâu. Thôi rồi, đừng có lấy nữa. Bây giờ anh về, anh nói bà chủ anh sao? Bà chủ tôi khó lắm, bà không cho bạn bè tới, huống chi là cô tới đây cô đòi ở. Anh yên tâm đi, bây giờ anh mướn cái phòng này bao nhiêu một phòng? 125 đồng, không giặt giũ, không nấu nướng, không bạn bè, no smoking. Được rồi, tôi sẽ trả thêm tiền cho. Còn bây giờ thì bây giờ anh chỉ tôi cái chỗ là tôi phải để cái vali này ở đâu ta? Nhét vô gầm giường cho nó gọn nha. Trời ơi, gầm giường đâu nhét, nằm dưới đất gầm giường đâu nhét. Không được đâu. Để đây cũng được sao? Không được đâu cô ơi. Nó Hey, that's my, I'm sorry. Tôi nói cô nghe nè, rồi nấu nướng làm sao, đâu có nồi nó ngồi nêu xuống chảo đâu nấu cô. Không có sao hết trơn á, anh yên tâm đi nè. Mới ra ngoài Food to Go nè, 2.99 một phần ăn, mấy ông hai người ăn muốn chết luôn, mới sát hết á. Nhưng mà rồi bạn bè nghĩ sao? Ngày hôm qua không có bồ bịch gì hết rồi, tự nhiên hôm nay có người con gái về ở chung với tôi à. Trời ơi, lúc đó là bạn bè phải chúc mừng anh á. Tại vì lúc nào anh cũng nói tôi là sinh viên nghèo, sinh viên nghèo mà lấy được vợ của thời buổi này là quá ngon còn gì nữa, đúng không? Còn tất cả ngoài xã hội nhìn vô chúng ta nè, sẽ nói chúng ta là một mẫu tình yêu không hề tính toán. Đúng, tôi đồng ý với cô là mình có một mẫu tình yêu không tính toán. Nhưng mà khổ một cái là bà chủ nhà bà khó lắm. Bà bây giờ, trời ơi, cô thấy cô mặt trời ơi, nguyên cái lương trầm quào để ra như vậy. Rồi bà tống cổ tôi ra khỏi nhà. Rồi bà sẽ nói là... Anh đi, có gì đâu mà tống cổ, tôi đã trên 18 tuổi. Anh không phải, rồi bà sẽ nói là tôi dẫn gái về nhà đó. Không, xin lỗi cô. Ý tôi muốn nói là bà khó lắm cô ơi, nói thiệt á. Nó tự nhiên bây giờ cô vô đi, cô ở chung với tôi. Rồi tôi ở dưới đất. Thôi đủ rồi, đừng lải nhải nữa, thôi đủ rồi. Ok, tôi hiểu hết rồi. Cảm ơn cô. Ok. Anh yên tâm đi. Mọi việc sẽ không có gì thay đổi hết. Y như cũ trở lại hết. Anh đừng có lo gì hết á. Nãy giờ đó tôi vô đây tôi đề nghị anh cái gì, tôi xin anh cái gì thì anh coi như là không có gì hết. Ok. Coi như là không hề có tôi bước vô chân nhà anh ha. Ok. Bye. Nhưng mà cô đâu vậy? Hả? Cô đâu vậy? Tôi đi ra bến xe bus. Cũng có thể biết đâu là tôi đụng vô một cái thằng cha nào đó nó tốt hơn anh. Và có thể là tôi tiếp tục đi tìm cái nhẫn vàng. Bye. Tìm nhẫn vàng. Ơi đây cô. Khoan đã. Cái gì? Tôi tìm được chiếc nhẫn vàng cô rồi nè.
Anh thấy gì? Cái sau bữa ngày hôm đó tôi tìm được đó, nhưng mà tôi không biết là số điện thoại cô đâu, không biết nhà cô đâu, không thể liên lạc được. Với lại nãy giờ cô vô cô làm tôi bất ngờ quá, cho nên tôi không nhớ ra. Đây là của cô nè. Anh tìm được cái nhẫn của tôi rồi hả? À. Trời ơi may quá. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh tìm được cái nhẫn là anh giúp tôi nhiều lắm á. Tôi cảm ơn anh nha. Thôi được rồi, bây giờ tôi có cái nhẫn tôi sẽ giải quyết được nhiều chuyện lắm. Ok, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, tôi không có làm phiền anh đâu. Ok, ok, bye anh nha, cảm ơn nha, cảm ơn anh nha. Ờ, khoan con. Hả? Trước khi cô đi, tôi muốn hỏi con một điều được không? Hỏi cái gì? Là, nãy giờ cô vô đây là, cô kéo vali vô nhà tôi là cô muốn ở đây là thiệt hay là giả hay là vẫn chơi vậy? Ủa? Chứ bộ nãy giờ anh không tin tôi hả? Khó tin lắm. Tôi thấy nãy giờ giống như là vẫn chơi vậy đó. Không, nãy giờ tất cả mọi chuyện nó đều thiệt hết á. Hả? Chỉ có một cái không thiệt thôi, là cái lời anh nói đó. Tức là anh cần một tình yêu trong sáng, mãnh liệt và không hề có một điều kiện gì ràng buộc. Cái đó nó không có thiệt. Ok, bye. Ờ, khoan. Cô đi rồi, cô bây giờ lâu lâu gặp ghé không? Lâu lâu ghé thăm chút xíu. Anh yên tâm, tôi sẽ ghé lại, nhưng mà không có đột ngột, không có kỳ cục như lần này đâu. Phải đó, trước khi ghé gọi nói bà chủ một tiếng rồi cho tới. Tôi sẽ xin phép bà chủ để tôi có thể ngồi ăn mì gói tự do với anh trong cái nhà này, đúng không? Mà biết đâu tụi mình có thể cặp tay nhau, tụi mình đi xem cine với nhau, đúng không? Rồi mình dạo vòng vòng trên mấy cái bãi cỏ xanh xanh nữa. Khó tìm vàng, ngồi chơi thôi. Ok. Không tìm vàng. Để cho anh tin là tôi là người thiệt, tôi không phải từ hành tinh nào khác tới á. Thì khi mà tôi rảnh rang, tôi sẽ ghé đây, tôi sẽ tự tay làm món bánh nhân ngọt ngọt cho anh. Anh chịu không? Hứa là nhớ nha. Nhớ ghé là bánh á. Ok. Hỏi cái nữa thôi. Ok. Anh thắc mắc gì nãy giờ mấy cái chuyện nãy giờ có mơ mơ gì không? Thiệt hay mơ? Anh muốn tôi trả lời phải không? Anh nhắm mắt lại đi, trả lời cho anh. Lấy ra không thấy gì hết. Không, anh lấy ra anh vẫn còn mờ mờ, nhắm mắt cho tôi mới trả lời. Giống liền, cô cũng lãng mạn vậy. Nói đi, nhà mình tôi với cô ở nhà, muốn nói gì cũng được. Nói đi cô, bà chủ nhà sắp về á. Nói đi, nếu mắc cỡ thì làm gì thay lời nói cũng được không sao. Nói đi con, nói đi, nói đi. Cô tên gì vậy? What'd you say? Hả? Phải nói tiếng Mỹ. What's your name? Oh, my name's Lisa. Oh, Lisa. How old are you? I'm 12. Oh, 12, 12 tuổi. What's your name? Dạ, con tên Hoài Hương. Ê, trời ơi, biết nói tiếng Việt. Trời ơi, giỏi quá vậy, con mấy tuổi rồi? Dạ, con 5 tuổi. 5 tuổi, nè. Con nhớ nha, nhớ về dạy chị Lisa nói tiếng Việt nha không? Nha không? Dạ, chị biết nói tiếng Việt mà. Biết nói tiếng Việt? Trời ơi, không chịu nói tiếng Việt chứ bác. Thôi đi học nha, giỏi. Bye bye. Bye.
Dạ thưa bà, tôi ngồi đây tôi có nhiệm vụ, tôi đưa mấy đứa nhỏ đi qua đường đi học. Tôi thấy bà cũng băng qua đường, tôi cũng lịch sự, tôi đưa bà qua. Nếu như bà muốn đi dạo thì ở đằng kia có cái công viên, dạ mời bà sang bên kia đi dạo ha, để tôi làm việc. Anh sinh viên, cái gì anh sinh viên? Anh sinh viên, anh không nhớ ra tôi sao? Anh không nhớ ra chiếc nhẫn này sao? Thì ra bà là cái cô gái mà cách đây 20 mấy năm về trước tìm chiếc nhẫn vàng tại trạm xe bus. Trời, thì ra là cô đó hả? Cô có biết là cái lúc đó cô đã làm cho trái tim tôi không ngủ yên hay không vậy? Cô còn hứa là sau đó cô sẽ tìm lại tôi để chúng ta cùng nhau đi coi movie. Rồi cô còn hứa là cô sẽ làm bánh nhân ngọt ngọt cho tôi ăn. Vậy mà cô đi đâu mấy chục năm trời vậy? Bà thay đổi nhiều quá. Anh, ông cũng thay đổi nhiều lắm. Ông biết không, sau cái ngày mà tôi tới nhà anh một lần á, tôi có ghé lại nữa, nhưng mà anh đã dọn đi rồi. Hỏi bạn bè anh cũng không biết, mà thậm chí ngay bà chủ nhà nữa, bà cũng chẳng biết anh ở đâu. Cô có quay lại thiệt hả? Trời ơi, tiếc quá. Cô biết không, sau cái ngày đó tuần lễ thôi, rồi tự nhiên bà chủ nhà đòi tăng tiền nhà lên. Từ 125 bà tăng lên 150, thêm 25 đồng nữa. Cái thời đó chịu không nổi, cho nên mới xin ở ké gara nhà người bạn. Mà lúc đó bà quay lại để chi vậy? Tôi ghé lại về vụ chiếc nhẫn. Ủa, 20 mấy chục năm trời rồi cũng nhắc chiếc nhẫn hoài vậy? Thôi không, nói chuyện khác đi. Tôi ghé để tôi trả cho anh chiếc nhẫn. Nhẫn nào? Cái nhẫn của anh. Không, cái nhẫn đó là của cô đó, tôi lượm được tôi đưa cho cô. Không, đúng là tôi có rớt một cái nhẫn ở ngoài trạm xe bus, nhưng mà cái nhẫn này không phải là nhẫn của tôi mà là nhẫn của anh. Không, cô lầm rồi, bà lầm rồi. Không, cái này tôi nói là cái này là của anh. Không, cái thời buổi đó không có tiền trả tiền nhà, ăn mì gói không đủ tiền mua sách vở thì làm sao mà có chiếc nhẫn đeo trên tay được? Không phải, lầm rồi, của bà đó, của bà. Tôi đã giữ nó quá lâu rồi, bây giờ tôi muốn trả lại cho chủ của nó. Không, như vậy chiếc nhẫn đó là của bà đó, giữ đi, của bà đó. Không, anh hãy nhận lại chiếc nhẫn vàng này đi. Vàng đôi khi nó tượng trưng cho tiền bạc, nhưng mà đôi khi nó cũng tượng trưng cho kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có khi vui mà cũng có khi buồn. Anh biết không, cái hồi mà anh còn là một chàng sinh viên nghèo đứng ở trạm xe bus đó, thì tôi là một cô gái trẻ đẹp và có rất nhiều người theo đuổi. Và cũng lẽ đương nhiên tôi chọn một trong số những người đó. Anh ta là một người trí thức, anh ta có rất nhiều tiền, và anh ta tặng tôi rất nhiều nữ trang quý giá. Anh đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy, bởi vì
thích những vật chất xa hoa. Tôi không thể từ chối những điều đó được. Anh biết không, chúng tôi quyết định đám cưới, nhưng mà trước đám cưới 3 hôm, anh ấy bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác. Lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng vì đã nhận quá nhiều những vật tặng quý giá. Ngay lập tức tôi muốn gom góp tất cả lại, tôi muốn trả lại cho anh ấy, tôi muốn trả lại hết để cứu vớt một chút xíu những danh dự của mình. Và trong lúc lúng túng, tôi đã làm rơi một cái nhẫn. Bình thường thì nó cũng chẳng có giá trị gì hết, nhưng mà lúc đó tôi muốn trả hết, tôi muốn trả hết, tôi không muốn thiếu một vật gì cả, để lương tâm tôi đỡ căng sức. Cái ngày mà tôi ghé nhà anh, giá như mà anh không hốt hoảng, giá như mà anh không đuổi tôi, thì có lẽ tôi đã ở lại với anh. Cái căn nhà nhỏ bé, những thùng mì gói nghèo nàn, những cuốn sách cũ kỹ, đối với tôi lúc đó nó là một hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Rồi sau khi anh đưa tôi chiếc nhẫn, lúc đó tôi mừng lắm. Tôi đã gom góp tất cả lại và tôi trả trước tòa án. Nhưng mà có một điều đau xót, tất cả những trang đó đều giả. Và chỉ có một cái nhẫn là thật thôi. Chỉ có một cái nhẫn của anh là thật thôi. Sau đó Tôi còn một tin đau buồn khác nữa, là đứa con ở trong bụng. Thì anh nghĩ coi, lúc đó tôi không thể trở lại với anh được. Tôi không thể xin phép bà chủ nhà cùng ăn mì gói với anh được. Tôi không thể cùng anh đi xem phim, hay là không thể tự tay làm một món bánh nhân ngon ngọt cho anh được. Lúc đó tôi không thể nào quay trở lại được. Năm qua con tôi nó luôn luôn hỏi về cha của nó. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đành rằng thì con nào cũng có cha, nhưng mà để kể về cha của nó thì tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Thôi, hay là vậy, hay là bà cứ nói cha của nó không là tôi. Chúng ta lại tiếp tục giả dối nè. Không phải giả dối, là mình thay đổi sự thật này bằng một sự thật khác. Tôi nghĩ là chúng ta phải để cho tâm hồn của bọn trẻ được trong sáng,
đừng bao giờ nhắc tới những quá khứ không mấy gì tốt đẹp của ngày xưa nữa. Cô hiểu không? Nhưng mà tôi đâu còn cái quyền đó nữa. Vì anh còn gia đình, anh còn vợ con. Nói ra cô đừng có cười. Tôi chưa lập gia đình. Đúng. Ôi, qua Mỹ muộn màng quá. Cứ lo cắm đầu học hành. Học hành xong ra trường cắm đầu làm việc. Cứ làm việc ngày này qua ngày nọ. Tuổi thanh xuân qua hồi nào không hay. Nghĩ lại cho mình thì mình đã già rồi. Số phận của mỗi người vậy thôi, đừng nhắc mấy cái chuyện đó nữa ha. Vậy chứ còn cái mộng làm bác sĩ thẩm mỹ của anh ra sao? Có. Tôi cố ráng học bác sĩ. Nhưng mà đi thực tập thấy máu cái xỉu. Rồi sau đó thì chuyển ngành qua học về computer. Tính lấy cái bằng kỹ sư. Nhưng mà trời ơi, cứ dán con mắt vô computer hoài, cặp mắt nó như đuôi vậy đó. Dán vậy hoài bác sĩ không cho học. Vậy chắc là cuối cùng anh làm chủ tiệm nail phải không? Nail thì cũng khó, mở được năm. Nhưng mà khổ cái mùi nail nó bị allergy, cái mũi nó chịu không nổi. Nên thôi rồi cũng sang, chuyển sang nghề khác. Nói cho bà nghe, cái thời kỳ đó tôi cũng có máu văn nghệ. Tôi mở được cái trung tâm băng nhạc. Cũng vui. Làm văn nghệ nó cũng vui. Nhưng mà khổ nổi một cái, cô nuôi mấy con gà. Tại sao mở trung tâm băng nhạc anh nuôi gà lại là... Quên không. Tại vì bà không có trong nghề nên không không biết. Nuôi gà, gà cái đây có nghĩa là trong nghề gọi là mấy nuôi mấy ca sĩ mà độc quyền á. Đó. Lúc đầu trời ơi, anh chị nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà sau đó tên tuổi chút xíu cái đầu nhảy qua trung tâm này, nhảy qua trung tâm nọ, nhức cái đầu quá. Bởi vậy ơi, mướn người coi. Tuần lễ lên city xin làm cái job này, làm từ thiện thôi, làm cái việc làm đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Đó là ngồi đây nhìn xe cộ chạy như vậy mà thấy hạnh phúc quá chị. Anh sinh viên à, tới bây giờ tôi cũng chưa biết anh là ai, anh tên là gì. Tôi là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích của năm 2000, và là một câu chuyện của tình yêu không bao giờ kết thúc. Nhưng mà không có nhân gì mà. Bây giờ chúng ta đi đón con đi ha, để nó chờ. Vậy chứ còn chiếc nhẫn thì sao? Mấy chục năm trời chiếc nhẫn, cứ để nó vĩnh viễn.